Chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị về ngôi chùa Phật giáo lớn nhất thế giới tại đất nước Indonesia. Prambanan, một ngôi chùa kỳ quan Phật giáo được xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ 8, thứ 9, nằm tại trung tâm của đảo Java, quốc gia Indonesia, đã được UNESCO xếp vào di sản thế giới năm 1991 và vào ngày 4 tháng 7 năm 2012 được xem là ngôi chùa Phật giáo lớn nhất thế giới. Prambanan trong tiếng Indonesia có nghĩa là tháp Phật trên đồi cao. Toàn bộ tháp do 300.000 viên đá xếp thành, được xây dựng trên một mặt bằng hình vuông rộng 2.500 m², theo mô hình của một mạng Đà La, tức sơ đồ về khái niệm vũ trụ của Phật giáo Tây Tạng. Điều đặc biệt là công trình được xây dựng bằng các khối đá và không sử dụng chất kết dính nào. Ngôi đỉnh có 9 tầng xếp chồng lên nhau, bao gồm 6 vuông 3 tròn và trên cùng là một mái tròn. Ngôi đền được trang trí bằng 2.672 tấm phù điêu chạm khắc nổi và 504 pho tượng Phật. Mái vòm trên cùng được bao quanh bởi 72 pho tượng Phật, mỗi tượng được đặt trong phù đồ. Theo Wikipedia, ngôi đền này được xây dựng dưới triều đại Shailendra theo phong cách kiến trúc Phật giáo Java, trong đó pha trộn với tục thờ cúng tổ tiên của người Indonesia bản địa, cũng như các khái niệm nhập Niết Bàn của Phật giáo. Ngôi đền cũng cho thấy sự ảnh hưởng của phong cách Gupta, phản ánh ảnh hưởng của Ấn Độ trong khu vực nhưng vẫn mang những nét đặc sắc Indonesia riêng biệt. Borobudur đã trải qua nhiều đợt trùng tu, các lần lớn nhất là vào năm 1975 và năm 1982, được thực hiện bởi chính phủ Indonesia và UNESCO. Sau đó, ngôi đền đã được liệt kê vào danh sách di sản thế giới. Nguồn gốc của chùa Borobudur đến nay vẫn còn là một điều bí ẩn. Ngày nay thì Borobudur là nơi thờ Đức Phật và cũng là một địa điểm hành hương cho tín đồ Phật giáo mỗi năm một lần. Phật tử tại Indonesia lại tổ chức đại lễ Phật đản tại ngôi đền. Đây cũng là địa điểm thu hút nhiều khách du lịch nhất của Indonesia.